xin chào các bạn. Bây giờ mình đang đứng trước ở thị trấn Sa Pa các bạn ạ. Đây là thị trấn Sa Pa các bạn. Bây giờ mình sẽ khám phá một cái con ngõ ở thị trấn Sa Pa nhé. Bây giờ phía trước này này. Đấy. Đây. Mình thử. Đây một con hẻm ở phố Sa Pa. Bây giờ mình thử đi neo cái lên cái hẻm này xem mà trong này có cái gì nhé các bạn nhé. Ở đây hình như là kinh doanh nhà massage các bạn ạ. À, đây này, cho thuê xe máy này, giá 80k 100k tùy theo này. Đấy. Xin chào các bạn nhé. Bây giờ mình lên mình khám phá cái ngõ này xem ở bên trong này họ dịch vụ những cái món gì. Đấy, cầu thang bằng đá đấy. Phía trước là mình là cái massage gội đầu. Đấy. À, thích massage gội đầu thì vào đây này. Đấy. Massage xông hơi, tắm na thuốc, dao đỏ. À, đây nhà. Bức tường xây bằng gì đây? Bằng than à? Bây giờ vào trong này xem. Ở đây là dịch vụ massage gội đầu các bạn ạ. Rồi tắm ấy. Đây. Đấy. Kịch vào trong đằng kia kìa. Đấy. Khách sạn Aroma Hotel. Đây, chuyển vào trong này xem. Bây giờ mình lên tiếp cái ngõ này xem ở trên kia có cái gì nhé. Cà phê. Đây là quán cà phê các bạn ạ. Sa Pa Hotel. Ôi nói khách sạn như khách sạn à, mình chán lắm. Cửa giả cũng chả ra cửa giả. Phòng phẹo gì. Tiện nghi không đầy đủ. Thế mà giá cứ đắt. Đắt lắm không ạ. Mà phòng chả có gì cả. Mang tiếng là khách sạn này. Không bằng nhà nghỉ. Khách sạn ở Việt Nam phải khách sạn 5 sao. May ra phòng mới bằng nhà nghỉ ở khách sạn. Mới bằng nhà nghỉ ở Hàn Quốc được các bạn ạ. Đây là cái quái này. Lên đây là có gì. Lên ngõ khác rồi các bạn ạ. Chỗ này thì toàn đang nghỉ thôi các bạn. Các cụ cứ ghi là hotel chứ không bằng nhà nghỉ. Trong ngoài thì đẹp nhưng vào chán lắm. Chả có gì cả. Mình
máy tính không có, máy sấy tóc không có, dịch vụ không có, cháu thì nước nôi cũng không có. Lên trên này nhà hàng luôn này. Dịch vụ cho thuê xe máy này, Huawei 80.000, Lovo 80.000. Ở đây dịch vụ cho thuê xe máy rất nhiều các bạn. Đấy. Xe ga 150 đến 200k một ngày, xe số 100k 150k trên một ngày. Ồ, xuống đây còn đi được nữa không hay cụt rồi, không có cầu thang xuống à? Đây. Đấy, mọi người muốn thuê xe máy thì vào đây. Ồ, không còn cầu thang xuống nữa rồi. Mình đi vào ngõ cụt rồi các bạn. Ngõ cụt à. Hôm nay nó có đường thông nào kia. Nhà này mà mấy nhà này vẫn còn đất trống rồi. Đấy. Chắc là ngõ cụt rồi. Mình đi ra đây.